Nay thầy hướng dẫn các em viết cái chương trình con nhập sức một mảng số nguyên một chiều. Đầu tiên ta khai báo các thư viện. Để viết được một cái chương trình con á, thì mình khai báo thủ tục là coi nhập mảng. Mình đưa vào một cái mảng số nguyên rồi, A rồi in một cái N, tức là mảng anh số nguyên A này có N phần tử. Thì mình có thể define một cái giá trị cho cái số phần tử của mảng max. Ví dụ mình cho là 100, thì mình truyền cho tham số đây là max. Rồi, ban đầu thì mình sẽ cho là nhập các phần tử mảng số nguyên này, mình cho một dòng for y chạy từ 0, y nhỏ hơn n thì nó có n phần tử, y cộng cộng. Để em còn có dòng for thì các em có đóng ngoặc ngoặc, mình khao ra câu thông báo nhập a rồi ai, tức là phần tử thứ y của mảng, rồi đóng ngoặc lại bằng. Rồi mình sử dụng là sin ai vào. Để thực hiện cái việc gọi nhập mảng thì mình sử dụng là khai báo một cái mảng. Ở đây thì sẽ thay đổi chút xíu là một mảng A đi, để mình phân biệt với cái mảng A phía trên. In A, in N. Thì đầu tiên là mình cho phép người sử dụng là nhập bao nhiêu phần tử. Nhập số phần tử của mảng N bằng. Rồi. Mình xin N vào. Rồi sau đó là mình sẽ gọi cái hàm nhập mảng này nè, gọi hàm nhập mảng. Nhập mảng thì mình truyền cái tham số vô là AA và cái biến N. Để thầy chạy demo. Mình luôn là bài số 17, 18. Chương trình con nhập mảng. Rồi mình chạy chương trình. Rồi bạn nhập bao nhiêu phần tử? 3. Ví dụ 0 1 3 2. Rồi bây giờ ta tiến hành đi viết một cái thủ tục xuất mảng. Xuất mảng thì mình cũng viết giống như là nhập mảng tham số giống vậy. Thì mình sẽ xuất các giá trị của AI ra. Ở đây thì mình không có sin mà mình xuất AI bằng. Rồi mình cho AI ra. À, khi mình viết xong thủ tục xuất mảng thì mình gọi nó ra. Xuất mảng A N cao em. Mảng A vừa nhập là mảng A, mảng vừa nhập là headline. Để chạy chương trình lên.
Rồi mình xuất được cái mảng của mình ha. Thì để xuất mình cho xuống dòng thì mình cho một cái ký tự inline vào. Rồi thầy chạy chương trình lên. Rồi thầy nhập là 4 phần tử. Rồi mình xuất cái mảng 4 phần tử ra.